Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương và thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đã tổ chức cuộc họp thứ nhất dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì. Theo chương trình, dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Trong gần 10 năm thực thi luật, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đạt được một số kết quả song vẫn còn nhiều hạn chế. Một số điểm chưa phù hợp với hệ thống pháp luật nói chung và tình hình thực tiễn của công tác bảo vệ quyền lợi và người tiêu dùng nói riêng. Tại cuộc họp, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đã trao đổi về một số vấn đề cơ bản trong quá trình thực hiện dự án luật bao gồm kế hoạch xây dựng dự án luật, quy chế hoạt động của ban soạn thảo và một số nội dung chính sách lớn trong quá trình xây dựng dự thảo luật. Trên cơ sở kết quả của cuộc họp, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập để xây dựng dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ của hoạt động ý kiến của các cơ quan tổ chức và các chuyên gia trong thành phần ban soạn thảo tổ biên tập góp phần đảm bảo hiệu quả của công tác xây dựng dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đặc biệt trong việc thể hiện và đáp ứng toàn diện các yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng